Hello anh em, thì hôm nay sẽ là một video về một tựa game gọi là, chung mà anh em cũng biết, ai cũng biết tựa game này trong giới game offline rồi, một tựa game huyền thoại, đó là Slender The Arrival. Mình không dài dòng nữa, mình sẽ bắt đầu luôn. Thì nhân dịp tháng 10 sắp tới sắp có Slenderman bản chiếu rạp nên là chúng ta cùng chơi. Thật ra thì mình cũng chưa chơi game này bao giờ, mình cũng xem YouTube rồi và mới đào game này về thử trải nghiệm. Mình xem YouTube, mình xem kiểu trailer nhá, chứ không phải xem cái YouTuber nào đâu. Và thực sự là khi chính mình chơi mới cảm nhận được cái nỗi sợ hãi. Chung mà trời sáng này thì vẫn chưa có gì là đáng sợ cả. Oh, nhưng mà nhạc bắt đầu vào đấy. Ôi mày video nhỉ, cái không có map à? Chắc là cứ đi theo lối mòn này thôi. Wow, có cảm giác trời bắt đầu như là chiều tà đúng không? À, vâng. Chắc đây là giới thiệu cho các người đồng sáng tạo lên game này. Sao có chia sẻ đây? Chả biết nữa. Ôi như là con này nó bị tai nạn đúng không? Cũng như xe ô tô trên kia hình như nó bị đâm ở đây sao ấy. Nó có vẻ như là nhân vật chính của chúng ta rất thích quay phim. Ôi mình đi ôi nhỉ. Rồi, không thể chạy nữa rồi. Mình đã dùng hết. Vâng, cảm giác trời đã tối dần rồi. Về ngôi nhà nè. Vâng, trời tối rồi. Chính xác là đã tối rồi đấy các bạn ạ. Cái đờ mờ. Tối rồi. Đó là kiểu gì ta? Bởi vì chiếu ánh sáng này là camera của nhân vật của chúng ta nó hơi bị mờ mờ. Ui địt của mẹ. Ui. Ui. Cái đấy lại đóng màn đúng không? Sao tôi cảm giác đằng sau nhân vật chính chúng ta có cái gì đó nhỉ? Tôi cảm giác là đi trong rừng nó đỡ sợ hơn đi vào nhà ấy, tôi hiểu sao. Vậy là trong nhà này có ai không ta? Wow. Vừa thấy là sao đứa trẻ con trong nhà đã nhìn thấy anh chàng của chúng ta rồi, hay là có gì đó những đứa trẻ đó, mọi thứ nó đảo lộn hết lên ghê vãi lìn thề luôn. Vậy cô chơi biết được cảm giác sợ. Ui đi bây cứ kiểu quay ra đằng sau là đi. Nhưng mà tôi nghĩ là sự sợ hãi thật sự nó chưa đến đâu. Ui mẹ em nhìn mấy cửa sổ kinh vờ lờ. Nhà này chắc là bị giết mẹ hết rồi đâu đó. Giả qua là lên tầng xem. Thật ra thì bà này là đang định đi tìm người giúp nhưng mà lại đúng rồi, đã đi người giúp vào vào nhà này xem có ai không, nhưng mà ui nhưng mà thực sự thì đéo có ai trong nhà này cả.
Ui bật flag là gì đấy? Ui ghê vãi, bây giờ thế luôn, bây giờ quay bật lại là hình như nó là sau mình cái nào ấy, đúng không? Đi phải tát mồ nách. Kinh vậy đi. Xem trai lơ cười hớ hớ. Đâu gì? Đâu ngoài mà. Xung quanh có gì không? Tôi không sợ đâu. Đùa các bạn đi. Có gì mà phải sợ. Nãy trời vẫn còn hình như là ánh sáng của trăng hay nào. Có cái gì mà phải sợ? Ghê mà còn sợ thì ra đời còn gan dạ nào nữa, không phải sợ để đây chơi luôn. Nếu gì có đúc quay nè, nghe nói là Slenderman là chuyên thôi, chuyển chuyển đéo gì nữa, kinh bỏ mẹ. Tôi chỉ biết là hãy nhớ rằng ui ui yeah. Mình là mình trong trường hợp này mình sẽ vào phòng một đợt đó mình đi ngủ, chứ mình đéo đi lung tung như này. Nhưng mà con nhân vật của chúng ta nó lại thích, thích đi lung tung. Thì còn mày phải đi đâu nhỉ? Ở nhà hơn có gì? Sao tôi toát hết mồ hôi đây? À để tôi vào xem cái ảnh. Nhưng có cái gì đó thông tin về cái ảnh này. Ai à? Chứng tỏ là cô con gái này cũng lớn rồi mà. Nhà này hai con à? Tôi ông xuất hiện luôn hộ tôi cái. Ui đi. À. Ok. Cứ đánh thôi, nó nghe thấy nó sẽ đến mà. Âm thể nghe cân quen. Sao cân quen, chính mày đánh ra mà, sao mày lại kêu cân quen? Phòng bếp này. Có gì tôi dụng được không? Cửa khóa, tôi nghe phải đi tìm chìa khóa rồi. À vâng, cái điều tôi vừa nghĩ ra là chắc ai sẽ cũng nghĩ ra rồi. Ngu và lờ. Shit. Đéo có đèn pin rồi. À vậy là ok, chúng ta sẽ vào phòng tối vừa nãy. Cái phòng tối ở trên tầng đúng không? Ủa, tôi cũng sợ mà, game này có đéo phải sợ. Mà phòng này chắc nó hiện ra ngoài cái gì. Ra có chìa khóa rồi. Ok, đã được chìa khóa rồi. Còn gì nữa đâu. Mở ra đi. Còn gì không? Thế nó đi. Cảm giác nó đằng sau ạ. Đi. Kinh vãi lìn. Tìm cái gì ấy? Ui, thôi xong rồi, mẹ nhạc này. Là sau tụi mình đúng không?
Rồi sau mình thế nào ấy? Kình vẫn lìn. Về vãi lìn. Mồ hôi một kê. Cái này nó chơi game kinh dị. Ê, mẹ. Thôi nhá, cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Cảm ơn các bạn nhé. Hãy like, subscribe các thứ nhá. Thì rồi ok, thôi cảm ơn các bạn.